Cô đợi xíu nha. Oh, khách luôn các bạn ơi. Châu đâu. Đây nè các bạn. Tươi rối luôn. Quá đã. Hay cho các bạn xem nè. À, khách tới luôn. Chân chân đang lựa sau lưng cho khách luôn các bạn. Muối rất là nhiều luôn các bạn. Tươi xanh như bức tranh. À, dặn chân đang bên khui bên này cho khách nha các bạn. Ôi trời. Chưa khách mới đó. Khách riêng. Đây, tiếp tục. Thì lấy sầu riêng cho hai chị gái nha. Cái này hả? Lấy cái màu lấy thái này. Cái màu là thái. Nhiều trời 2 3 4. Cái màu là 90.000 á. Nó mua một thái mua được nó mua trước rồi. Rất là gọn luôn các bạn. Đây, mấy anh em đang soạn hàng để đưa lên cải. VIP luôn các bạn. Lấy cái giá đã luôn cho. Ủa cái này là siêu lép đúng không? Dạ. Lép luôn, siêu lép. Siêu lép, siêu ngọt. Cơm siêu dày, vỏ siêu mỏng. Dạ đó siêu 320 nè. Không ngon không? Dễ không? Không ngon không hơn. Không ngon không hơn chứ. Có để em lát khui bây giờ. Đây khui ra là mọi người xem là biết liền. Bán là có online luôn các bạn. Bán YouTube hay gì? Dạ YouTube. Hai chị ở gần đây không? Dạ. Rồi, chứ không có tướng nhau ngon. Dẻo lắm.
khái là nó vậy đó. Thua quá đâu. Ok anh chị. Tùy theo sở thích của mọi người à. Có người thích thái, có người thích ghi. Cái này thì hạt lép 100%. Cơm nó dày. Còn bên này thì hạt lép khoảng 60% thôi. Cái này thì ngọt gắt hơn. Dạ. Cũng ngọt nhưng mà không bằng cái này. Thì mình lấy một trái này một trái kia mình thử. Tại vì tùy theo sở thích của mọi người à. Có người thì thích ăn ghi sáo, có người thì thích ăn thái. Nè. Đó cái nhìn đã không? Ghi sáo nó vàng hơn. Còn này là mông thon. Rồi quất luôn một muối luôn cho nó đã. À siêu lép luôn. Ok em chị. À ok. Ngọt mà béo, cơm dày. Mua thêm trái nữa đi. Dạ ngon thiệt chứ. Tại cái này bao ăn khu tại chỗ mình ăn luôn. Mình thử luôn sượng lạc bỏ lại. Dạ. Tiền nào của đó nhiều lúc mình ra ngoài mình mua cái nó rẻ hơn nhưng mà không có đảm bảo. Ăn xong gì trái sầu riêng tốn tiền mà tức lắm. Hôm nay ở đây chị ăn hết nguyên một muối luôn các bạn. Hạt siêu lép. Đây. Ăn liền đó. Cũng mua sẵn luôn, lấy hàng rồi. Của chị 297 nè. Con á. Dạ. Cơm nó cuộn 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 luôn. Dạ. Không tin nữa, đợi đợi luôn. Không giờ. Dạ đúng rồi, tiền nào của đó. Ăn thua, tại vì mua trái sầu riêng cũng mất tiền. Nhưng mà mình ăn vô nó ngon là mình hài lòng. Nhiều lúc mua ngoài đường nó rẻ hơn. Mà mua về cái mình ăn nó không nó ngon, nó mình tức. Còn đây cui ra quất tại chỗ luôn. Cui thêm trái sầu đi ăn nữa thì chỗ nào hấp dẫn hơn. Đó, quá đã. Trái không có mùa con béo. Trái thua hả? Mọi cái mọi vị tùy theo sở thích và đam mê. À, chị gái đã xong. Nó vàng hơn hàng Thái. Rồi làm một mối luôn đi chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bởi vậy có nhiều người thích sở thích khác nhau á. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Bởi vậy có người thì thích thái, có người thì thích ghi sáo. Đúng rồi, phải ăn thử cái chứ. Dạ. Không ăn nè. Cho không ăn luôn. Tại không khoái. Cho không ăn luôn á. Có hàng là về không có mua. À. Ừ. Cái con này thôi, cái đó không cho không ăn mà. Cho không lấy luôn. Thích ăn á. Dạ đúng rồi. Ba người làm thêm trái nữa, người ăn trái luôn. Giờ này mua về còn nó tiện cho nó ăn. Đầu tiên là 302. Rồi địa chỉ vừa sầu riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Rồi cảm ơn ba chị nha.
Khách tới luôn. Ồ, rất đã các bạn. Sao cái mơ nó vẫn ngon. Tới luôn các bạn. Ồ, cái này nhỏ mà muối vàng nhìn đã các bạn. Trái nhỏ, muối nhỏ, trái này được năm học các bạn. Chị gái mua cơm. Thơm hơn. Đầu kia này nó được vài cái hai thôi.